is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Một cuộc tình đã đến và đã ra đi. Giờ biết bao niềm vui, nỗi buồn. Có nhiều điều muốn nói, nhưng lại thôi. Vì tất cả đã qua đi, như một chiếc chim bao. Có một người đáng lẽ tôi sẽ ghét và hận suốt cuộc đời này, nhưng giờ tôi nhận ra tôi cần tha thứ cho họ như tha thứ cho chính mình. Và hơn thế nữa, tôi cảm ơn họ vì họ đã cho tôi một trải nghiệm đáng giá, dù cay đắng nhất. Giờ đây tôi không buồn, không ghét, không hận bất cứ ai, bất cứ điều gì. Tôi nhận biết mình cần khép lại tất cả những gì của ngày hôm qua và bước sang một ngày mới, một ngã rẽ mới. Con cảm ơn ba, cảm ơn chú Tiểu, cảm ơn anh Quang Hiền, cảm ơn nhóc Phương Nam, những người mà tôi yêu thương nhất. Anh trông mong từng ngày để được thấy cười Quang Hiền.
Chị đang làm gì đó? Chị đã bớt buồn chưa? Em đang ở phòng trà mà nhớ đến chị nè. Hằng đêm á, hay có thói quen ngồi một mình rồi ngóng chị hát ở trên sân khấu. Bây giờ không còn nữa. Thấy nhớ và yêu chị nhiều lắm. Nhóc đang làm gì đó? Chị bớt buồn rồi. Chị đang ở nhà nè. Và nhớ đến nhóc. Chị muốn gặp nhóc. Anh, bộ anh có một bầy con gái đẹp theo anh thiệt hả? Ơi, cha hai quản gia chả nổi với em, cho em lo lắng vậy đó. Anh làm gì có một bầy, có mấy người thôi. Cái gì mấy người? Chắc chắn là có gái đẹp luôn nè. Về đây đi, đi về đi. Đừng có nói chuyện với cái mặt này nữa. Anh nói thiệt đó nha, cũng có mấy cô đẹp thiệt, mà nói chuyện cũng có duyên lắm. Nhưng mà kỳ lắm em ơi. Gái đẹp á, phức tạp lắm. Nói người ta phức tạp là cũng sâu đậm lắm rồi. Em đừng có lo. Trời ơi, mấy đứa con gái đẹp nói chuyện có duyên á, nhưng mà nói tiếng trước tiếng sau là không có chuyện được. Còn em á, nói chuyện bình thường vậy, nhưng mà cứ nói hoài, không ngưng được. Sao nói chuyện được? Trời ơi, nó mở miệng tiếng trước tiếng sau, nó mượn tiền không sao mà nói. Mượn tiền? Lúc nha thì nó nói anh ơi, cho em mượn 2 triệu để cho bà em, bà ngoại bà muốn chăn dịch. Lúc đó thì anh ơi cho em mượn 3 triệu để cho ba em làm vốn nuôi cá tra. Trời, cá tra mà cũng làm vốn nuôi nữa hả? Ủa, rồi anh có cho mượn không? Không, trời ơi. Ngu sao chơi tiền cho cái mượn tiền. Anh, nếu như mà bây giờ á, gái mập mượn tiền anh á thì sao nè? Em á, em muốn mượn tiền. Sao? Chi vậy? Chờ má em giải phẫu hả? Tầm bậy tầm bạ không à. Má em lớn tuổi rồi, còng lưng rồi, tự nhiên giải phẫu chỗ nào? Ý á, là em mượn á để em học cái lớp giảm béo á. Thôi, trời ơi, cứ giữ nguyên hiện trường vậy cho ta đi. Vậy thôi, em đi rút mỡ toàn thân cũng được. Trời ơi, nhanh hơn. Thôi mà Út ơi, em có bao nhiêu em giữ nguyên cho anh đi. Thấy chưa, cái bản mặt keo kiệt mà. Thôi, em mượn thì bất cứ lý do gì cũng được hết đó. Mà giảm béo là anh hết thương luôn á. Giảm là hết thương luôn á hả? Vậy mập cũng có lợi quá ha. Quá luôn. Hai người cứ tự nhiên đi. Mà là đồng minh mà. Đồng minh. Lên đây. Anh lên đây. Đừng có sợ. Nhục quá. Đồng minh của em á. Đồng minh cái gì? Người ta đã nói đi ra ngoài quán đi. Quán cà phê hay chỗ nào kín đáo đi. Tự nhiên thanh thiên bạch nhật ở đây mà mắt người ta hung. Đàn ông trai mà bị gì nhục lắm á. Nhưng mà nó là đồng minh của em. Mà không phải đồng minh của anh. Đang chơi nhà lành á. Lần đầu tiên chị uống cà phê đây. Có chuyện đắng đó chị. Đắng nhưng mà ngon. Chị bây giờ có vẻ mạnh mẽ hơn. À, nhận được tin nhắn của chị sáng nay, em mừng hết sức luôn. Vậy hả? Mẹ của em sao rồi? Đã bất bệnh chưa? Mẹ em đang yếu lắm, cứ nằm một chỗ
buồn, than thở rồi khóc. Bác sĩ nói mẹ em bị bệnh gì? Bị thần kinh căng thẳng cao độ và huyết áp. Còn chị đã thực sự khỏe chưa? Khỏe thì khỏe, nhưng mà về mặt tinh thần thì chưa thể vui hẳn được. Chị nói đi, phải làm sao để chị vui hơn? Làm gì em cũng làm hết. Đúng là thằng nhóc chứ gì. Thông minh thiệt đó, chị tính nói vậy đó. Mà em không giận chị hả? Chị nhắn tin gọi em bằng nhóc. Không, tại vì em đã hứa là luôn làm cho chị vui mà. Thật sự Nam đang làm cho chị vui đó. Chị xứng đáng được vui và hạnh phúc. Nam làm chị xúc động lắm. Người con gái nào được em yêu và yêu em thì thật là may mắn và hạnh phúc. Em muốn chị là người con gái đúng. Và chị cũng hiểu. Chẳng qua là chị luôn xem em là thằng nhóc mà thôi. Nhóc thì sao chứ? Vấn đề là tình yêu nó là một cảm xúc rất đặc biệt. Nó có thể vượt qua tất cả mọi thứ rào cản và thước đo của lý trí. Nhưng nó rất cần thời gian và sự chuẩn bị của nó. Không thể ép buộc nó được Nam à. Em không muốn ép buộc trái tim của chị. Em sẽ luôn chờ đợi thời gian đó, cho dù là có bao lâu đi nữa. Em đã từng nói những lời này, và bây giờ em chỉ muốn nhắc lại thôi. Hôm nay thấy chị như vậy em vui lắm. Em là một trong những người mà chị yêu thương nhất đó. Ai mà bấm muốn bể cái chuông luôn. Chị em bé ba nè chị. Trời ơi, làm gì qua nhà người ta bấm muốn banh chuông luôn vậy trời. Dạ thì có chuyện á. Em bị bà chủ la chuyện mà giới thiệu người vay tiền cho bà Lan á. Trời ơi, đi về nói với bà đi. Lớn rồi đừng có hẹp hòi như vậy. Người ta mượn người ta trả chứ có quịch đâu sợ. Biết là vậy rồi, nhưng mà người mà cho vay tiền á, bà biết bà Lan bị quịch tiền. Bà tới á hả, bà mét bà chủ của em. Tại em là người giới thiệu á. Bị mất tiền hả? Bà hả còn dọa là sẽ tới nhà đòi tiền nữa chị. Chị bây giờ sao hả bé bà? Không lẽ sau này á Út nào phải ra ngoài đường ở thì sao bé bà? Giờ sao bé bà? Em cũng không biết nữa. Em mới chạy tới nói cho chị biết á, để chị nói lại cho bà Lan biết nè. Bây giờ chị sẽ báo cho cô Lan biết. Thôi em về, để không thôi bà chửi em nữa. Cảm ơn nhiều nha bé bà. Cảm ơn nhiều nha bé bà. Bài con mới sáng tác đó hả? Dạ, con vừa mới viết xong ba. Ba xem đi. Giai điệu u buồn như lời nói của con tim. Dạ con viết cho con gì? Dạ, dạ con viết cho con được không? Hát đi em tình say, nói đi em lời thơ, sẽ dù ta
vào mưa khi chiều giăng tối. Sóng xa dung tình ai giữa đêm sâu buồn thương. Tiếng mưa ngâu nhẹ rơi sẽ tuôn trên gần dòng trời. Tình trời trôi theo dòng suối buồn, buồn nhiều đau yêu ơi từ một kia. Tình đâu thôi trong ta ban đầu, dù bên nhau vẫn như tình đó như sao. Ngoài cánh vắng thêm nghe lời hoa buồn, buồn như lúc cô đơn từng đêm tối. Chờ im tiếng nghe những tình đau lời chắc sẽ đưa em về giấc mơ. Lời chắc sẽ đưa em về giấc mơ. Em uống ở đâu? Càng uống là càng say. Con trai uống vô á là say là nhớ con gái. Mà bây giờ em thấy em nhớ ông Đỡ lắm luôn á. Em muốn đi gặp cổ liền bây giờ á. Thôi, chú chạy qua gặp đi, vẫn còn sớm mà. Thôi anh ơi, giờ này mà em gặp Út Nở là em bị chửi chắc luôn á. Út Nở coi vậy chứ dữ lắm. Chú coi người để nhớ, trong lúc sao như vậy là hạnh phúc rồi. Như anh đây, chẳng có ai để mà nhớ. Thì anh nhớ mấy bà vợ cũ của anh á. Người cũ thì đã có chồng rồi, mình mà có nhớ họ thì họ cũng chẳng có để ý. Đôi khi có nhớ quá muốn gặp cũng ngại ngùng. Mình nhớ mình để trong bụng, nhưng mà đừng có gặp. Có chồng rồi là không có gặp. Gặp là bị quýnh ghen đó anh. Đánh ghen hả? Phải. Dạ con chào bác. Tới kìa. Chào chú. Vô đây con. Vô đây. Vô đây, vô đây. Ngồi đi. Chú vô lấy cái chén nha. Nhìn cái mặt này là có uống đâu rồi nè, đúng không? Nè, cháu uống đi. Dạ. Vô. Uống đi. Cất cái khuôn mặt sầu đời đó đi. Cháu xin lỗi. Lỗi phải cái gì? Vì cái mặt sâu đời của cháu. Ai biểu thương người ta mà không chịu nói. Danh không thuận cái gì cậu anh nói đó? Danh công chính thì ngôn không thuận. Ngôn không thuận đó. Tào lao. Tự nhiên rồi nhận làm anh trai. Vớ vẩn. Nhận anh trai là làm sao mà nói với em gái là anh yêu em. Thôi, chú sai rồi. Bữa nay chú uống nhiều quá. Chú uống vô phòng ngủ đi. Say đâu mà say. Rồi em nói sai à? Bây giờ em không ngủ. Bây giờ em sẽ hát. Em hát cái bài đúng với tâm trạng của nó. Nghe đi. Đừng mắt. Có hoa và chim mong, từng thân làng cao
có về lẽ khi sao nhà anh cuối có đường ngoài bên mặt cửa đèn dầu thắm gió lùng bao tư tôi nghe cũng như hoa mới nở bao nhầm mong được đưa đón chân xa xa anh còn chẳng tay hoài sẽ cần để đỡ chưa nên gần đất chôn đôi ta đầu sống cuối sống mà cách chờ mình em đôi khi trong mong